hé lộ sự thật về Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà. Có thể bạn chưa biết, ngay từ lần đầu gặp gỡ, BFF đã thấy Hà là một cô bé hiền lành, xinh xắn, dễ thương, cực kỳ vui tính và thân thiện với mọi người. Hà luôn quan tâm đến cảm xúc của những người xung quanh. Sau khi được trải nghiệm dịch vụ của BFF thì Hà cũng không quên để lại đôi dòng tâm sự. Góc review. Ban đầu thực sự là khá liều lĩnh khi studio mình chọn chụp kỳ yếu cho lớp là một studio ở khác tỉnh, cũng chẳng quen biết gì, chỉ thấy ảnh đẹp thấy ưng, nhắn tin thấy ok và rồi book lịch. Bản thân là người đại diện mình khá lo vì nếu họ chụp choẹt không ra gì thì lớp nó táng cho SML. Nhưng không, sự thật là BFF Media không làm bọn mình thất vọng. Các anh nhấy rất đẹp trai, vui tính và đặc biệt best, có tâm. Nếu các anh ca tận tình hướng dẫn các kiểu pose hình thì nói thật lớp mình chẳng ra trò mèo gì đâu. Và điều cuối cùng mình khuyên là lớp nào muốn chụp kỳ yếu nhưng chưa biết chọn studio nào thì cũng nên tham khảo BFF Media của Boss tới Trần. Ông chả khá nhây và thân thiện, nói chung là khá EU. Nốt, tuy ở xa mất thêm vài trăm phí ship nhưng nếu chất lượng ảnh xịn sò thì vẫn đáng nha mọi người.